Hello, xin chào các bạn nha. Như các bạn có thể thấy thì hiện tại là mình cũng đã sở hữu được em Ma Quan Vũ rồi. Thì đây là một em tướng rất là mạnh nha, chơi về late game cực kỳ là khỏe các bạn ạ. Và em Ma Quan Vũ này thì nó khác hoàn toàn so với cả em Quan Vũ bên phe thục nha các bạn. Em này thì chỉ là cùi bắp thôi. Nói chung là chơi giai đoạn đầu thì cũng được, nhưng mà để so sánh với cả Ma Quan Vũ thì là một cái gì đó một trời một vực. Bởi vì đây nó thuộc phe thần mà. Và em Ma Quan Vũ này thì gánh team rất tốt nha các bạn. Và mình cũng đã sở hữu được em nó thì hoàn toàn là miễn phí thôi. Thế cho nên là trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sở hữu Ma Quan Vũ cũng hoàn toàn là miễn phí nha. Tuy nhiên là nó phải có thời gian trong giai đoạn mấy ngày đầu mở server thôi các bạn ơi. Ở trong cái phần sự kiện là chiêu mộ vương giả, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, các bạn click vào nha. Ở đây nó sẽ có những cái nhiệm vụ đấy để cho các bạn làm và có thể sở hữu được mấy cái vé chiêu mộ vương giả. Cũng có một số những cái vật phẩm chúng ta có thể nhận được dương này. Đây, và các bạn kéo xuống cuối cùng này. Chiêu mộ vương giả, mình cũng đã chiêu mộ 30 lần rồi. Tất nhiên là cũng cần phải sự hên xui nữa các bạn nhé. Đấy, sau khi làm nhiệm vụ xong thì mình sẽ có được 30 cái vé quay. Thì mình cứ ấn ở đây X10 thôi, và ngay phát đầu tiên là mình đã sở hữu được gọi là Ma Quan Vũ. Và phát thứ hai các bạn biết mình ra làm gì không? Đây, cho các bạn xem luôn. Phát thứ hai mình ra luôn được Hoàng Nguyệt Anh. Và phát thứ ba mình ra được thêm một em Tào Tháo nữa. Và mình đang chờ đợi để nâng cấp em Tào Tháo lên đỏ một sao. Tuyệt vời một trời luôn. À đâu, với em Tào Tháo này thì mình hoàn toàn là có thể nâng cấp được em nó lên đỏ 2 sao các bạn nhá. Thì làm thế nào để chúng ta có thể sở hữu một cái lệnh bài quay chiêu mộ vương giả đây? Thì các bạn kéo lên cái phần đó chính là quyền khuynh thiên hạ các bạn nhá. Mỗi một ngày thì chúng ta sẽ có 4 lần để khiêu chiến. Thì khi các bạn khiêu chiến sẽ được tích điểm, sát thương của các bạn gây ra càng cao thì điểm các bạn nhận vào càng nhiều. Các bạn chỉ cần đạt được 12.000 điểm thôi. Thì đối với những em sát thương cao, các bạn nhớ là lựa chọn nhiều vào những em mà có gọi là đam chủ lực ấy. Còn bỏ bớt mấy em hỗ trợ hay là tanker đi thì điểm nó sẽ cao thôi. Đấy, như các bạn có thể thấy là ngày hôm nay là mình cũng quên mất. Thế là thành ra là không bỏ mấy em tướng tanker trong đội hình ra. Và đây khiêu chiến cái thì không đủ 12.000 điểm để đạt được lệnh chiêu mộ vương giả. Thành ra là thọt mông cái rất là phí luôn các bạn. Nên là mình cũng muốn nhấn mạnh các bạn điểm đấy nhá. Thì đây, nếu như mà chúng ta chiêu mộ được 50 lần thì còn nhận được thêm cả em thần Triệu Vân nữa cơ. Nên rất là tuyệt vời. Đấy, 100 lần thì mình nghĩ là hơi khó. Nhưng mà 50 lần thì mình sẽ đạt được nha các bạn. Ok, thì chúc các bạn chơi game vui vẻ và cũng nhân phẩm bùng nổ để có thể là sớm sở hữu được em Ma Quan Vũ giống như mình nhá. Còn nếu như các bạn là tân thủ thì hoàn toàn là có thể click vào danh sách phát 3 quy tín ý, hướng dẫn tân thủ ngay trên màn hình để có thể là xem nhiều video hơn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.